48 du khách nhập viện sau bữa ăn trưa tại một resort ở Mũi Né. Nửa đầu năm thăng hoa của chủ đầu tư sân bay Long Thành. Thông tin mới nhất vụ mặt đường cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt 11.000 tỷ đồng vừa thông xe đã bong bật. Giá dầu mỏ tăng do lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông. Meta đối mặt án phạt khủng từ EU 13,4 tỷ đô la Mỹ. Đó là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng tôi điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được cập nhật. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hải Linh của truyền hình VOV. Ngân hàng Vietcombank vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Tùng sinh năm 1974 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Ông cũng là thạc sĩ kinh tế của Đại học Tổng hợp Paris, Dauphine, ESCP. Ông Tùng bắt đầu làm việc tại Vietcombank từ năm 1997 và trải qua nhiều vị trí. Tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2023, ông làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành. Sau đó, ông Tùng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2023. Đến mùng 2 tháng 1 năm 2024, ông Tùng làm người đại diện theo pháp luật của Vietcombank, thay cho ông Phạm Quang Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank, được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ mùng 1 tháng 1 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La vừa có thông báo mời đầu tư đối với khu dân cư dịch vụ cửa ngõ, có địa điểm thực hiện tại xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện là 2.506 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là 77 tỷ đồng. Dự án có diện tích khoảng 38,7 ha, trong đó diện tích đất thu hồi giao và cho thuê là gần 33,9 ha. Tại đây dự kiến có khoảng 645 căn nhà thấp tầng xây dựng mới, với tổng diện tích đất ở gần 12,7 ha. Trong đó xây thô hoàn thiện mặt ngoài khoảng 403 căn trên 403 lô đất ở dạng liền kề, khoảng 242 căn trên 242 lô đất ở dạng biệt thự. Ngoài ra còn có một công trình thương mại dịch vụ, một công trình giáo dục, ba công trình công cộng phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Quy mô dân số vào khoảng 2.600 người. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thời hạn xây dựng, kinh doanh nhà ở và bất động sản là 7 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Dự kiến tiến độ thực hiện là 57 tháng. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến ngày 1 tháng 8, Di tích Hải Vân Quan sẽ bắt đầu đón khách tham quan và miễn phí cho người dân, du khách cho đến khi thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp, dự kiến vào đầu năm 2025. Hải Vân Quan là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Đây là cửa ải quan trọng trấn giữ đường Thiên Lý Bắc Nam có từ thời Lê. Đến triều Nguyễn năm 1826, vua Minh Mạng cho xây dựng Hải Vân Quan thành một trong những tổ hợp công trình để phòng thủ cho kinh đô Huế, cũng như giám sát các hoạt động ở cửa biển Đà Nẵng. Cuối năm 2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng. Chiều 28 tháng 7, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm dẫn đến 48 du khách phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, ngày 26 tháng 7, đoàn khách 182 người do công ty Hòn Gai Tour tổ chức du lịch và lưu trú tại Resort Saling Bay Mũi Né, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Sau bữa ăn trưa tại resort, hàng chục du khách có biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy, phải nhập viện cấp cứu. Ghi nhận đến hơn 9 giờ sáng ngày 28 tháng 7, có 48 du khách phải nhập viện điều trị. Đến chiều 28 tháng 7, 43 du khách sức khỏe đã ổn định, được xuất viện, còn lại 5 du khách đang được điều trị. Sở Y tế đã tổ chức 3 đoàn làm việc để điều tra xử lý vụ việc trên, bao gồm một đoàn điều tra các ca nghi ngờ ngộ độc nằm tại viện, một đoàn điều tra lấy mẫu thức ăn lưu và một đoàn thanh tra về an toàn thực phẩm để làm việc tại các cơ sở liên quan. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam mã chứng khoán ACV vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024 với lợi nhuận trước và sau thuế trong 6 tháng đầu năm tăng hơn 45% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 7.627 tỷ đồng và 6.148 tỷ đồng. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam mã chứng khoán ACV vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024 với doanh thu tăng 12% lên 5.535 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn doanh thu, giúp lãi gộp đạt 3.460 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 9%, còn 827 tỷ đồng do lãi tiền gửi giảm.
chi phí tài chính và chi phí bán hàng không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khoản chi phí lớn nhất của ACV là chi phí quản lý doanh nghiệp lại được tiết giảm đến 60%, chỉ còn 243 tỷ đồng do giảm trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi từ các hãng hàng không. Kết quả này giúp ACV có lợi nhuận sau thuế 3.228 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của ACV tăng 16% lên 11.178 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế nhờ đó tăng lên hơn 45% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 7.627 tỷ đồng và 6.148 tỷ đồng. Năm nay, ACV đạt kế hoạch kỷ lục với doanh thu thuần hơn 20.000 tỷ đồng và lãi trước thuế 9.378 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm kinh doanh, công ty chuyên khai thác cảng hàng không đã hoàn thành 56% chỉ tiêu doanh thu và 81% mục tiêu lợi nhuận. Không chỉ kết quả kinh doanh thăng hoa, cổ phiếu của ACV cũng liên tục tăng phi mã nhờ hưởng lợi từ điều này. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 7, cổ phiếu của doanh nghiệp này đạt mức 117.500 đồng một cổ phiếu. Dù đã giảm từ mức đỉnh 135.300 đồng một cổ phiếu thiết lập vào hồi giữa tháng, nhưng thị giá ACV đã tăng 75% kể từ đầu năm. Ở mức hiện tại, vốn hóa của ACV đã đạt mức 250.567 tỷ đồng, gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 106.000 tỷ đồng so với đầu năm. Như vậy, giá trị thị trường của ACV hiện đang xếp thứ 3 trên sàn chứng khoán Việt Nam, vượt Viettel Global, FPT, Hòa Phát, PV Gas. Dự án QMS Top Tower của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh xây dựng từ năm 2018, dự kiến hoàn thiện vào năm 2020. Tuy nhiên, sau khi cất nóc vào tháng 4 năm 2020, dự án bất ngờ dừng thi công và đắp chiếu trong 5 năm qua. Cho đến giữa tháng 6 năm 2024, chủ đầu tư công bố tái khởi động và sẽ hoàn thiện dự án vào cuối năm nay. Và mới đây nhất, chủ đầu tư lại cho biết sẽ lùi lịch mở bán đầu tiên dự án QMS Top Tower Tô Hữu sang ngày 2 tháng 8 năm 2024 vì lý do khách quan. Dự án QMS Top Tower do Công ty Cổ phần Trường học Quang Minh làm chủ đầu tư có vị trí đắc địa nằm ở ngã ba giao nhau của phố Tô Hữu và Vũ Trọng Khánh. Đây cũng là nơi giao thoa của ba quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Tử Liêm của Hà Nội. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2018, dự kiến hoàn thiện vào năm 2020. Tuy nhiên, sau khi cất nóc vào tháng 4 năm 2020, dự án bất ngờ dừng thi công không rõ lý do và đắp chiếu trong suốt 5 năm qua. Cho đến giữa tháng 6 năm 2024, chủ đầu tư đã công bố tái khởi động và sẽ hoàn thiện dự án vào cuối năm nay. Hiện QMS Top Tower đang được chào bán trên thị trường với mức giá phổ biến từ 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Theo kế hoạch, đơn vị phân phối và chủ đầu tư dự kiến tổ chức lễ mở bán chính thức vào tháng 7 năm 2024, nhưng đã bị rời lại sang ngày 2 tháng 8 năm 2024. Theo ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV, hiện dự án đã thi công trở lại và đang được ốp kính đến tầng 6. Thông tin từ chủ đầu tư cũng cho biết, dự án đã được cất nóc và hoàn thành 85% tổng khối lượng, dự kiến bàn giao nhà vào tháng 12 năm 2024 và đưa vào sử dụng từ quý 1 năm 2025. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dân đi qua đây phải chú ý, đó là những tấm kính màu vàng mà chủ đầu tư lựa chọn ốp ngoài tòa nhà. Theo thiết kế được phê duyệt, toàn bộ tòa nhà sẽ được ốp kính vàng tất cả các tầng nhằm tạo điểm nhấn tổng thể. Thế nhưng, nhiều người lo ngại về tác hại của hiệu ứng nhà kính, cũng như khi ánh nắng chiếu vào tòa nhà sẽ gây chói mắt cho những người tham gia giao thông dưới đường. Đặc biệt, tòa nhà lại nằm ở ngã ba giao nhau, giao thông cực kỳ đông đúc. Năm 2020, tại Đà Nẵng cũng có hai tòa nhà lắp kính phản quang vàng khiến dư luận bức xúc vì gây nhức mắt cho người đi đường, trong khi những nhà dân xung quanh phải chịu cảnh nóng bức bởi nhiệt từ ánh sáng phản quang của những tòa nhà này. Chủ đầu tư hai tòa nhà khi đó phải nộp phạt và khắc phục hậu quả. Chưa rõ chất liệu tấm kính mà chủ đầu tư dự án QMS Top Tower lựa chọn ốp phía mặt ngoài tòa nhà là chất liệu gì và liệu có gây chói mắt cho người đi đường khi nắng chiếu vào hay không? Truyền hình VOV sẽ tiếp tục thông tin. Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng cho biết, phía nhà thầu đã sửa vị trí mặt đường bong bật và đang tiến hành thi công đảo chia làn thu phí trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Sáng 29 tháng 7, ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng, doanh nghiệp dự án, cho biết những điểm mặt đường bị bong bật trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đã được nhà thầu sửa chữa.
Trong sáng 29 tháng 7, nhà thầu bắt đầu triển khai việc thi công đảo chia làn thu phí ngay tại vị trí này để hoàn thiện dự án và đưa vào thu phí trong thời gian tới. Trước đó, từ ngày 25 tháng 7, người dân phát hiện mặt đường trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt xuất hiện ổ gà, mặt đường bị bong bật một số điểm. Được biết, vị trí xuất hiện ổ gà nằm tại km 430 500, đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ông Nguyễn Quốc Việt cho biết, vị trí xảy ra bong chóc trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là khu vực bổ sung một trạm thu phí. Điểm bong chóc mặt đường là điểm chờ thi công đảo chia làn thu phí và được đổ bê tông nghèo để phục vụ thông xe đợt 29 tháng 4 vừa qua. Qua quá trình khai thác đã có hiện tượng bong bật và xuất hiện cục bộ một số ổ gà tại vị trí xây dựng các đảo chia làn thu phí. Từ ngày 26 tháng 7, doanh nghiệp dự án đã chỉ đạo nhà thầu triển khai các biện pháp tổ chức thi công, sửa chữa các vị trí mặt đường bị bong bật. Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 2017-2020 và là một trong 3 dự án thành phần được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Dự án có tổng chiều dài hơn 50 km, đi qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 5 năm 2021, trong đó 30 km đầu tuyến từ nút giao quốc lộ 7A đến nút giao quốc lộ 46B thuộc địa phận tỉnh Nghệ An được thông xe vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, 19 km còn lại từ nút giao quốc lộ 46B đến nút giao quốc lộ 8A được thông xe vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, không thiếu sản phẩm mới khó tìm được điểm đột phá hay dòng xe cũ thất thế sau khi nâng cấp. Tuy nhiên, quả ngọt chỉ đến với những sản phẩm nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu của người dùng, ví dụ như những cái tên dưới đây. Ra mắt Việt Nam vào ngày 10 tháng 1, Mitsubishi X-Force thu hút sự quan tâm của người dùng Việt nhờ thiết kế nội ngoại thất bắt mắt, trang bị tiện nghi và an toàn ở mức vừa đủ để cạnh tranh với các đối thủ. Trước khi về đại lý vào đầu tháng 3, mẫu B-SUV này được hãng điều chỉnh giá bán, giảm 19-21 triệu đồng. Với giá bán mới 599-705 triệu đồng, Mitsubishi X-Force trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV đô thị cỡ B. Tại nhóm xe này, Hyundai Creta đang có giá 599-699 triệu đồng. Giá bán của Toyota Yaris Cross dao động từ 650-765 triệu đồng. Honda HR-V có giá 699-871 triệu đồng. Những yếu tố trên khiến Mitsubishi X-Force nhanh chóng trở thành sản phẩm được ưa chuộng, bán chạy nhất phân khúc ngày tháng đầu mở bán. Kết thúc nửa đầu năm 2024, X-Force đang chiếm giữ vị trí số 1 của phân hạng SUV cỡ B và B+, với tổng cộng 3.890 xe được giao tới tay người dùng. Với 27.649 đơn hàng không hoàn hủy chỉ sau 66 giờ mở bán, VinFast VF3 là cái tên hot nhất thị trường Việt Nam nửa đầu năm 2024. Con số này tạo nên kỷ lục chưa từng có tại nước ta, được nhờ giá bán rẻ, đánh trúng vào nhu cầu của số đông khách hàng phổ thông. VinFast VF3 được công bố giá bán lẻ đề xuất vào ngày 7 tháng 5 là 240 triệu đồng, không kèm pin và 320 triệu đồng nếu mua kèm pin. Trong 3 ngày đầu mở cổng đặt hàng, xe được áp dụng giá ưu đãi là 235-315 triệu đồng. VinFast VF3 được trang bị động cơ điện có công suất tối đa là 32 kW và mô men xoắn cực đại đạt 110 nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng khả dụng là 18,64 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 210 km. Xe có tính năng sạc nhanh, mất khoảng 36 phút để sạc từ 10 đến 70% pin. Dự kiến, VF3 sẽ được bàn giao tới những khách hàng đầu tiên trong quý 3 năm nay. Vốn đang bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B, phiên bản mới của Hyundai Accent được giới thiệu vào ngày 30 tháng 5, tiếp tục giúp mẫu xe Hàn Quốc duy trì vị thế, dù giá niêm yết tăng nhẹ so với đời cũ. Cụ thể, xe được phân phối với 4 phiên bản, khởi điểm từ 439 triệu và cao nhất lên tới 569 triệu đồng. Thế hệ mới của Hyundai Accent không chỉ có kiểu dáng bắt mắt hơn đời cũ, mà còn sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý về trang bị. Trên phiên bản cao cấp nhất, mẫu xe này sở hữu gói công nghệ Hyundai Smart Sense, tuy ít tính năng hơn Honda City nhưng vượt trội hơn đa phần các đối thủ còn lại, trong đó có Toyota Vios. Trong nửa đầu năm 2024, Hyundai Accent bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B với lũy kế doanh số đạt 4.988 chiếc, giữ được khoảng cách nhất định với sản phẩm ở vị trí số 2 là Toyota Vios với 4.215 xe. Ngày 29 tháng 7, giá dầu mỏ thế giới đã tăng trở lại do những lo ngại về xung đột lan rộng ở khu vực Trung Đông sau vụ tấn công ở cao nguyên Golan ngày 27 tháng 7.
Tính đến khoảng 7 giờ sáng 29 tháng 7 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent đã tăng 20 xu, tương đương 0,3% lên 81,33 đô la một thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 9 xu, tương đương 0,1% lên 77,25 đô la một thùng. Tuần trước, giá dầu Brent giảm 1,8%, trong khi giá dầu WTI giảm 3,7%. Đây là tuần giảm thứ ba liên tiếp do nhu cầu của nước tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới là Trung Quốc giảm và hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở dải Gaza. Theo giới phân tích, tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau vụ tấn công ở cao nguyên Golan đã thúc đẩy hoạt động mua mới. Tuy nhiên, vẫn bị hạn chế bởi những lo ngại dai dẳng về nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc. Dữ liệu công bố đầu tháng này cho thấy, tổng lượng dầu nhiên liệu nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm 11% trong nửa đầu năm nay. Trong khi đó, các công ty năng lượng của Mỹ tuần trước đã bổ sung thêm giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên trong tuần thứ hai liên tiếp, thúc đẩy sản lượng hàng tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Mới đây, tại hội nghị thường niên về Bitcoin ở Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định quan điểm ủng hộ tiền số khi nói rằng ông sẽ biến Mỹ thành nước dẫn đầu về lĩnh vực này trên thế giới. Phát biểu tại hội nghị thường niên về Bitcoin ở Nashville, Tennessee hôm 27 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ biến nước Mỹ trở thành cường quốc tiền số và đưa Bitcoin làm tài sản dự trữ chiến lược quốc gia. Tôi xin tuyên bố nếu tôi được bầu, chính sách của chính quyền Mỹ sẽ là giữ toàn bộ 100% số Bitcoin mà chính phủ Mỹ hiện tại đang nắm giữ hoặc sẽ nắm giữ trong tương lai. Into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please. If crypto is going to define the future, I want to be mined. Nếu crypto định hình tương lai, tôi muốn crypto được khai thác, đúc và làm ra tại Hoa Kỳ. Nó sẽ không được làm ra ở bất kỳ nơi nào khác. Và nếu Bitcoin lên mặt trăng như chúng ta vẫn nói, thì tôi muốn nước Mỹ là quốc gia dẫn đầu. To be the nation that leads the way, and that's what's going to happen. Trong suốt bài phát biểu của mình, cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh vào sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa Đảng Cộng Hòa về việc ủng hộ tiền mã hóa và xu hướng quản lý chặt chẽ của Đảng Dân Chủ đương nhiệm. Ông Trump cam kết sẽ đưa ra các quy định thân thiện hơn so với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng cuối năm nay. Ông Trump cho biết thêm, ông sẽ thành lập một hội đồng cố vấn tổng thống về tiền số để cung cấp hướng dẫn quy định minh bạch cho lĩnh vực này. Quan điểm hiện tại của ông Trump trái ngược so với năm 2021. Khi đó, ông gọi tiền số là trò lừa đảo và ông không thích vì nó được tạo ra để cạnh tranh với đô la. Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất, ông Trump nói rằng Bitcoin không đe dọa đồng đô la, mà hành động của chính phủ Mỹ hiện tại mới thực sự đe dọa đồng đô la. Những người ủng hộ tiền số đồng tình với ông Trump. Họ cho rằng việc Mỹ lập kho dự trữ Bitcoin quốc gia sẽ là động thái lớn trong quá trình hợp pháp hóa tiền số. Giá Bitcoin ban đầu đi xuống sau phát biểu của ông Trump, nhưng sau đó đã tăng trở lại. Được biết, Bitcoin đã giảm từ mức cao nhất vào tháng 3 là 73.000 đô la một Bitcoin xuống dưới 60.000 đô la một Bitcoin vào đầu tháng 7, rồi lại tăng khoảng 17% trong vài tuần qua. Sau phát biểu của ông Donald Trump, đồng tiền này đã tăng nhẹ tới sáng 29 tháng 7 ở mức khoảng 69.000 đô la một Bitcoin. Mức phạt chống độc quyền mà Ủy ban châu Âu dự kiến công bố đối với Meta, công ty mẹ của Facebook, lên đến 13,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 10% doanh thu toàn cầu. Hãng tin Reuters cho biết mức phạt có thể được Ủy ban châu Âu EC công bố trong vài tuần tới, sau hơn một năm rưỡi cáo buộc gã khổng lồ công nghệ Mỹ Meta gắn dịch vụ quảng cáo Marketplace của mình với Facebook. EC cho rằng động thái kết hợp hai nền tảng này với nhau đã tạo ra lợi thế không công bằng cho Marketplace. Cơ quan giám sát cạnh tranh của Liên minh châu EU cũng cho biết Meta đã lạm dụng sự thống trị của mình bằng cách đơn phương áp đặt các điều kiện giao dịch không công bằng đối với các dịch vụ quảng cáo phân loại trực tuyến, đối thủ quảng cáo trên Facebook hoặc Instagram. Meta có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu năm 2023, tương đương 13,4 tỷ đô la Mỹ. Các lệnh trừng phạt của EU thường thấp hơn nhiều so với mức trần này. Reuters cho biết EC có thể sẽ đưa ra quyết định vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2024, trước khi người đứng đầu cơ quan chống độc quyền của EU rời nhiệm sở vào tháng 11 năm 2024. Khoảng 10% doanh thu của Meta là từ EU. Giới phân tích lo ngại, những khoản phạt khổng lồ của EU có thể dọa các công ty chạy khỏi châu Âu. Người phát ngôn của Meta khẳng định, những tuyên bố của EC là không có cơ sở,
chúng tôi tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý để chứng minh rằng sự đổi mới sản phẩm của chúng tôi là ủng hộ người tiêu dùng và ủng hộ cạnh tranh. Ngoài ra, trong tháng này, EC tiếp tục cáo buộc Meta không tuân thủ các quy tắc của mô hình quảng cáo chấp thuận hoặc trả tiền mới được đưa ra cuối năm ngoái. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.